À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm test 199201 của 25 câu sau. Đối câu 21 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án vấn đề. Tại sao lại chọn vấn đề? Tại vì các bạn thấy từ must nó chính là động từ khuyết thiếu, thì sau động từ khuyết thiếu phải là ngay là động từ nguyên thể. Nhưng đây chúng ta có từ to, chính mình sai. Nếu thế thì chúng ta bỏ từ to đi. Được chưa các bạn nhỉ? Các bạn chú ý cho mình, đối với động từ khuyết thiếu chúng ta có s cộng với động từ khuyết thiếu rồi cộng với verb nguyên thể ngay. Rồi cộng ô, đấy vô quyền thành ngay, cộng ô. Tiếp đối với câu 22. Câu 22 này thì chúng ta sẽ chọn được là phần A. Tại vì sao chọn phần A? Nào ở đây thì các bạn thấy là most này nó chính là liên quan đến so sánh hơn nhất. Nào các bạn chú ý cho mình này. À, đối với the, nếu bạn từ the most thì nó chính là so sánh nhất. So sánh nhất thì từ most thì nó là đối với tính từ dài. Thì sau tính từ dài, chúng này nó là một danh từ. Đấy. Thì nó giống hệt như là danh từ mà chúng ta hay học thôi. Danh từ. Danh từ. Tính từ. Trạng từ. Và mạo từ. Toàn bộ chỗ này. Nó tính từ bổ cho danh từ. Trạng từ bổ cho tính từ. Mạo từ thì xác định cho danh từ. Vậy trước chỗ này chúng ta phải đào ngược lại các bạn. Chúng ta phải đảo ngược lại hai thế này. Và thứ hai nữa, đối với cấu trúc A ở B, cấu trúc A ở B thì A, B đều là danh từ. Được chưa các bạn nhỉ? Và chúng ta có một kiến thức là verb BD và verb ing thì nó cũng như là một tính từ. Tính từ thì bổ cho danh từ. Nếu mà như thế này thì các bạn thấy là hiện tại đang là trạng từ bổ cho danh từ này, vì sai. Tiếp đối với câu 23. Ở câu 23 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án phương C. Tại sao chọn phương C? Tại vì các bạn thấy từ neither thì sau neither phải có từ no. Nhưng ở đằng sau chúng ta không có từ no gì cả. Chính vì nên sai các bạn. Câu 24. Câu 24 chúng ta sẽ chọn được là phương án phần A. Tại sao chọn A? Nào các bạn thấy là có từ and, vậy chắc chắn là nằm trong cấu trúc song song. Mà các bạn thấy là danh từ đằng trước đều có er, or, rồi. Đây chính là danh từ chỉ người. Đối với danh từ chỉ người chúng ta có đuôi er, đuôi or, đuôi est, đuôi ian, đuôi man, đuôi woman. Đấy. Thì đây chính là các đuôi chữ người. Vậy trước này chúng ta đây khỏi đuôi chữ người, đuôi ing khỏi đuôi chữ người. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta cần chuyển thành actress, có nghĩa là nữ diễn viên các bạn, nữ diễn viên. Hay chúng ta có một từ actor, actor. Đấy là diễn viên. Đối với câu 25, câu 25 này thì chúng ta sẽ chọn gì? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là phương D. Phương D. Và những cái từ ví dụ chúng ta có từ is, từ every hay từ every hay từ each, từ one, từ từ un thì sau đó là danh từ số ít, danh từ đếm được số ít, có nghĩa là danh từ không có s. Vậy chắc chắn các bạn thấy là từ person này lại danh từ có s này các bạn, sai. Mà nếu mà chúng ta có từ person, person là số ít mà cộng thêm s ấy thì nó sẽ chuyển thành từ people nhỉ, số nhiều của nó. Vậy cho nên chúng ta sai cái này. Bây giờ chúng ta thử xem từng câu có cấu trúc như nào nhé. Đối với câu 21 thì nó là cấu trúc là sắp s cộng verb cộng o, nó đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta có s cộng verb o. Đối với câu 22 thì đây chính là cấu trúc là s cộng với verb cộng o đến đây. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với verb o. Câu 23 đây chính là giới từ thì đây chính là giới từ cộng với danh từ. Rồi sau đó chúng ta có s cộng với verb cộng o. Sau đó thì chúng ta lại có một mệnh đề tính từ giản lược đây này. Nó chính là verb đề cộng với giới từ o. Tiếp câu 24. Câu 24 thì vẫn là giới từ cộng với danh từ.
Rồi sau đó chúng ta có S cộng với verb cộng O. Rồi sau đó đến đây. Rồi sau đó chúng ta lại có một mệnh đề tính từ giản lược verb ID cộng với giới từ O. Giới từ cộng O. Bắt đầu từ đây. Đến đây. Câu 25. Câu 25 thì chúng ta có S cộng với verb. Verb đây này. Cộng verb cộng O. Hết câu đơn. Chúng ta tìm động từ. Ở đây thì động từ nó chỉ được can. Can be, is a mean. Rồi, must be. Cả cụm này mới là động từ. Tiếp câu 22. Verb nó chỉ là từ was. Và từ publish. Tiếp câu này verb nó chính là từ a. Rồi từ found. Từ digits cũng là verb. Sau to là verb nguyên thể. Câu 24. Verb nó chính là từ từ let, quá khứ của từ lead. Written. Câu 25. Verb nó chính là từ amount. À, xong rồi, xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.